Trong những năm trở lại đây thì mạng xã hội luôn được coi là công cụ giúp đưa thông tin đến với người dùng một cách nhanh chóng và có sức ảnh hưởng lớn. Chính vì vậy mà đây cũng là cơ hội cho những đối tượng xấu đưa những thông tin giả mạo, sai sự thật làm hoang mang trong dư luận. Trước tình trạng này, mới đây thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định mới về mức xử phạt đối với các hành vi trên. Hãy cùng với SNews tìm hiểu nhé. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành nghị định 15/2020/NĐ-CP. Một nội dung đáng chú ý trong nghị định mới đó chính là quy định rõ mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi tung thông tin giả mạo gây hoang mang trong dư luận trên mạng xã hội. Cụ thể, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc là phục vụ đánh bạc. Các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín dị đoan, dâm ô, đổi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả hành động chém, giết, tệ nạn, kinh dị, dùng giận cũng bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm, cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chưa được phép lưu hành hoặc là đã có nghị định cấm lưu hành hoặc là tịch thu. Với mức phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài phạt tiền thì nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc là gây nhầm lẫn hoặc là thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về mức phạt này thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là SNews và đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.